Ông chủ Inter Miami tiết lộ chi tiết mức lương triệu phú của Messi. Ông chủ Inter Miami, Jorge, tiết lộ cuộc nói chuyện với Lionel Messi và cha anh bắt đầu như thế nào, sau đó đề cập đến mức lương mà La Pulga nhận được. Tháng 7 năm 2023, Lionel Messi đến Inter Miami, tạo nên cuộc cách mạng tại Major League Soccer, MLS và toàn bộ bóng đá Mỹ. Sự có mặt của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã đưa bóng đá Bắc Mỹ đến một vị trí mà trước đây nó chưa từng chạm tới. Cổ đông lớn của câu lạc bộ bang Florida, George vừa tiết lộ những điều chưa từng được biết đến về quá trình đàm phán để ngôi sao 36 tuổi người Argentina gia nhập Las Gazas. Mọi chuyện bắt đầu cách đây 5 năm khi mọi người bắt đầu nói về tương lai của Messi, người vẫn là nhân vật hàng đầu ở Barcelona, nơi anh đã giành được mọi thứ. Đó là một năm sau khi Inter Miami được thành lập và một năm trước khi đội ra mắt tại MLS. George được chủ sở hữu cổ phần khác, cựu cầu thủ David Beckham, thuyết phục tham gia kinh doanh. Nhưng doanh nhân xây dựng ở Nam Florida luôn có tiêu chuẩn cao và muốn đội bóng của mình có những cầu thủ giỏi nhất hành tinh. Đó là vào tháng 9 năm 2019 khi ông bắt đầu nói chuyện với cha và người đại diện của Leo, Jorge Messi. Các cuộc họp diễn ra ở Rosario, Doha, Barcelona và Paris. Vào nửa cuối năm ngoái, các cuộc đàm phán chủ yếu xoay quanh tương lai của Messi, người quyết định rời PSG. Sau khi không chấp nhận lời đề nghị khổng lồ mà Al Hilal của Ả Rập Xê Út đưa ra với mức lương 400 triệu đô la một năm, Jorge đã quyến rũ được Messi và sự kiên trì của ông có kết quả mỹ mãn. Trên tạp chí Forbes, Jorge tuyên bố rằng Messi sẽ kiếm được từ 50 đến 60 triệu đô la Mỹ hàng năm, với tiềm năng kiếm được nhiều tiền hơn thông qua các thỏa thuận chia sẻ thu nhập cá nhân với Apple và Adidas. Hơn nữa, điều đáng nhớ là trong hợp đồng, Messi có quyền lựa chọn trở thành cổ đông của Inter Miami. Theo bài báo trên ấn phẩm nói trên, năm 2023, nhờ sự góp mặt của Messi, Inter Miami đã nhân đôi thu nhập lên 118 triệu đô la. Câu lạc bộ hy vọng số tiền đó sẽ vượt quá 200 triệu đô la trong năm nay nhờ vào việc bán vé, quảng cáo và chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới chưa từng có của đội ở Trung Mỹ và châu Á. Forbes ước tính rằng Inter Miami ngày nay là câu lạc bộ có giá trị thứ hai ở MLS với giá trị vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Jorge với 80% cổ phần đã tăng giá trị tài sản lên 1,7 tỷ đô la Mỹ. Về tương lai, Messi còn hợp đồng với Inter Miami vào năm 2024 và 2025, kèm theo lựa chọn vào năm 2026. Nhưng Jorge tự tin rằng Leo sẽ tận dụng lựa chọn đó vào năm World Cup sẽ được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada.